cho dì một bó đi con. Rau đi con. Dạ, để con lấy. Rau này con mới cắt hồi sớm á, toàn rau non không à dì? Ừ, dạ ngon lắm. Dì nhìn là dì biết liền à. Vậy đây dì. Vậy nha, để bữa sau dì ra mua tiếp. Dạ, đa tạ. Rau của con á là tươi ngon nhất cái chợ này á, dì chỉ muốn mua rau của con thôi. Dạ. Dì đi nha. Rau tươi đây. Bó kìa. À rồi. Mai ghé ủng hộ em nha. Dì ơi, mua giùm con đi dì. Rau ngon này dì. Ờ, để dì lựa. Ngon không vậy hả? Tươi lắm đó. Chân đạp cái gì vậy? Đạp cái cây bông. Trời ơi, đây nè nghe, con mắt tôi còn sáng đâu, tôi không có đuôi đâu nghe không? Ông xạo tôi đạp mấy cái cây non của ông chết chứ gì. Trời ơi, con mắt tôi sáng đó, bà làm hết hồn hết vía à. Thì tôi nghe cái chân chị đi nặng quá, biết bữa nay chị bán ế rồi, sợ chị giận cá chém thớt dặm mấy cây bông tôi để trả thù, cho nên tôi nhắc vậy thôi. Công nhận ông giỏi ghê thiệt ha. Trời ơi, con mắt đó thì không thấy đường, nhưng mà có cái lỗ tai rất là thính. Người ta đi xa bao nhiêu á, ông nghe tiếng thôi là ông biết người đó là người nào rồi. Cả cái bước chân mà tôi đi bán ế vậy mà cũng còn biết nữa ha. Lực bù trừ mà. Ông trời ông lấy tôi đôi mắt, ông cho tôi được cái tai thính, bước bước chân người nào ế, người nào đắt, để nhắc người ta vậy thôi. À, thì ra là ông ngồi đây để ông nhớ tới cái chuyện mà con gái ông nó hiếu thảo, nó lo cho ông á, đúng không? Ừ, chẳng qua tại nó năn nỉ quá, cho nên tôi mới trồng cây trái này kia cho nó đem ra chợ nó bán. Chứ thật lòng á là tôi muốn đi đàn dạo kiếm tiền nuôi nó, không muốn nó cực khổ như vậy đâu. Tại vì con ông nó thương ông, nó muốn cho ông hưởng tuổi già, cho nên nó mới kêu ông ở nhà hen, rồi sáng cái nó hái rau trái rồi nó đem ra chợ nó bán. Mà nói thiệt với ông nha, con gái của ông á, chẳng những nó đẹp người mà nó còn tháo vát nữa nha, buôn bán giỏi dễ sợ luôn. Bà không nghe ta nói hả? Nói gì? Con gái nhờ đức cha. Ui, không dám đâu. Bà thấy không, nó rất có hiếu với tôi, làm tôi an ủi được phần nào. À ba, hồi nãy á tôi rơi vô mấy cái bông này nè, tôi thấy bông nó nở mà nụ nhiều lắm. Bông nở đẹp không? Màu gì vậy? Mắc cười dễ sợ luôn. Trời ơi, con mắt đã không thấy đường mà còn muốn bông đẹp làm gì nữa. Bà thấy cười quá. Tôi mù không thấy đường, nhưng mà tôi trồng bông này bà biết chi không? Chị, để con gái tôi nó ngắm, thể nói vui là tôi vui rồi. Đó, mới nhắc lại về tới rồi đó. Dạ, con chào cha, con chào dì Năm. Về lo cơm nước cho tôi. Còn bà rảnh không? Làm gì? Về nhà lo nấu cơm nước đi, bác ế mà nhiều chuyện quá. Ông này ông giỏi thiệt nha, ánh dương về cái ông biết liền hà. Thôi nói về, tôi đi về. Ừ, đi đi. Dì Năm. Hả? Dì ở lại nói chuyện với cha con. Đi về chứ sớm vậy? Trời ơi, sớm gì nữa, chưa trời chưa trật rồi con ơi. Với lại hả, Năm nói chuyện với ba mày không có hạt, với lộn hoài hả? Không hợp mà đợi người ta đuổi mới chịu về. Chuyện vậy mới lạ. Cha. Ừ. Thôi, vô lo cơm nước đi con. Dạ. Cha, dạ ăn cơm đi cha. Ừ. Qua bác Tám, bác có đem mấy cây hồng qua cho. Bác có thắc mắc á, là sao cha trồng chi nhiều hoa đẹp vậy? Ừ, mà con có nói cho bác Tám biết lý do tại sao không? Dạ có chứ cha. Con nói là cha trồng để cho con ngắm, và con sẽ kể cho cha nghe màu sắc của nó, hình dáng của nó. Ừ, thấy con vui á là cha vui hả? Cha, cha ăn đi cha. Cha ăn nhiều vô nha cha.
Cải này á là nhà mình trồng, tươi xanh lắm đó cha. Ngon. Nhưng mà người ăn nhiều á phải là con mới đúng. Cha ở nhà có làm gì đâu phải ăn nhiều. Còn con á, con phải ăn nhiều vô mới đủ sức khỏe. Dạ, con biết lo cho con mà, cha yên tâm nha cha. Ừ. Cha. Hả? Con thấy dì Năm á rất quan tâm tới cha, mà sao cha tránh né hoài vậy? Thôi đi con, cha đuôi bù, thân mình còn lo chưa xong nữa. Nhưng mà... Thôi, ăn cơm đi con, đừng có nói chuyện đó nữa. Dì Năm ơi! Ai đó? Dạ, là con. Ờ, vô đi con. Dạ, mớ rau này con mới cắt này dì, ngon lắm. Lát nữa dì luộc ăn đi nha. Ừ, cảm ơn con nghe. Ta nói ngày nào cũng đem qua cho dì rau hết, riết rồi dì cũng không có đi chợ mua rau. Có gì đâu dì. Vú sữa ngon quá hay dì. Ừ. Trái mùa mà cho tới bữa nay trái còn như vậy hay dì. Con thấy phát ham luôn á. Ừ, năm nay nó sai trái thiệt đó. Gần cuối mùa rồi mà nó vẫn còn nhiều. Hổm rài đi bán ha, giờ cũng có để dư chút đỉnh. Tính mai mốt á, dì sửa lại cái bếp á, nó mục nát hết trơn rồi con ơi. Dạ, vậy bữa nào dì sửa, dì nói với con, để con qua con phụ dì ha. Ừ, đây nè, dì có cái này dì cho con nè. Cái trái vú sữa này đó hả, là nó mới rớt xuống đó nghe. Ăn ngon dữ lắm, ăn đi con. Dạ, con cảm ơn dì. Nhìn ngon quá ha dì. Ừ, cái cây này hả, nó ngọt nhưng mà trái nó nhỏ. Hồi trước đó hả, nhà gì còn cây nữa nhưng mà nó lớn dữ lắm, mà trái của nó bự vậy nè. Ta nói nó mỏng vỏ ngọt thiệt là ngọt luôn vậy đó. Vậy hả dì? Nè nha, mà nhắc lại mới nhớ, hồi trước á, cha con cứ leo lên cây vú sữa để hái trộm nè. Gặp dì Năm về, dì Năm la lên, ông quảng hồng, ông buông tay, ông rớt xuống một cái bịch. Trời ơi, mình mẩy ông trầy trũa trơn luôn. Ủa gì? Nhưng cha con bị mù mà, làm sao leo lên cây được? Chắc gì quên, gì nói lộn. Không phải cha con, mà gì nói ông Chính ở xóm trên đó. Dì đừng có giấu con nữa. Rõ ràng dì nói tới cha con mà. Vậy là hồi trước cha con sáng mắt, tại sao bây giờ lại bị mù? Dì biết mà. Trời ơi, lỡ lời rồi. Biết làm sao bây giờ đây? Ánh Dương à, dì không có biết gì đâu nghe. Dì không có biết gì hết đó. Dì đừng có giấu con, con lớn rồi. Dì à, dì nói con nghe đi. Dì, tại sao cha con lại bị mù vậy? Dì kể cho con nghe đi, con năn nỉ gì mà. Dì... Thôi, để dì kể cho con nghe. Nhưng mà cái chuyện này đó nghe, con đừng có nói cho cha con biết đó nghe. Cha con mà biết được dì nói đó hả, là ổng giận dì luôn đó. Dì kể đi, con không nói cho cha con biết đâu. Chuyện nó là như vậy. Nghe cha con kể lại, lúc con chào đời với đôi mắt bị mù, sự khiếm khuyết của đứa con gái đầu lòng khiến mẹ con đau lòng mà chết đi. Trước mộ mẹ, cha con đã thề bằng mọi giá phải chữa cho con sáng mắt, bán hết tất cả gia tài mà mình có. Cha bồng con lên đường tìm thần y, đi nhiều nơi gặp nhiều thầy thuốc, thử qua nhiều cách, nhưng đôi mắt của con ơi, vẫn không có hy vọng gì. Ráng lên đi con. Trong khi số tiền mang theo đã cạn kiệt. Ráng lên con. Trời ơi, con của tôi nói lạ rồi. Làm sao bây giờ? Bà con ơi, có ai đây không bà con ơi? Bà con, bà bớt giúp cha con đi nha bà con ơi. Bà con ơi, có ai không? Bà con ơi, bà bớt giúp cha con đi bà con ơi. Có ai đây không? Có ai đây không bà con ơi? Bà con ơi, giúp giùm tôi bà con ơi. Con ơi, con. Con, con nằm xuống đây để bà hái vú sữa cho con ăn nha. Nằm đây nghe con, chờ bà một chút nghe con.
Báo làng xóm ơi. Ông trời mà. Ông trộm, báo làng xóm ơi. Ăn trộm nè. Đó, đó. Không, tôi không phải ăn trộm đâu. Mấy người thương cho, đây là con tôi, nó bị mù mắt. Nó đói quá, cho nên tôi hái đỡ mấy chai vú sữa này để cho nó đỡ lòng. Không lẽ anh cứ bồng con bé đi tìm thần y hoài sao? Trước mộ vợ tôi đã hứa với cô ấy, tôi nhất định phải đi tìm thầy để chữa trị đôi mắt cho con gái tôi. Có như vậy á, thì vợ tôi mới mỉm cười nơi chín suối. Đành là vậy. Nhưng bây giờ tiền bạc đã cạn kiệt rồi, làm sao anh có thể bồng con tiếp tục để tìm thần y được? Tôi định bồng con tôi đi, gặp nơi thuận tiện á, dừng chân tìm việc làm. Trời ơi, tội nghiệp. Rồi sau đó tội quá. Đi tìm thầy chữa bệnh cho con tôi. Theo như tôi biết á, có một truyền thuyết nói rằng Long Dương á có viên ngọc thần trị được bách bệnh á. Long Dương có viên ngọc thần trị được bách bệnh sao? Nếu đúng vậy á, thì ông ấy á có thể cứu sáng được đôi mắt của con tôi rồi. Cảm ơn bà, cảm ơn bà đã mách bảo cho tôi. Nhưng cơ hội gặp được Long Dương khá là mong manh đó. Dù là một tia hy vọng, tôi cũng lên đường đi tìm. Tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho cha con tôi. Tôi xin đi đây. Tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Nếu anh đã quyết thì chúng tôi không có dám cản. Nếu mà gặp khó khăn, anh cứ quay về đây đi. Bà con làng tôi tuy là nghèo, nhưng mà sẵn sàng giúp đỡ cho cha con anh đó. Để tôi gói cho anh một ít lương thực để anh mang theo nghe. Dạ, cảm ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm. Thấy không thấy tội quá hả? Dạ. Rồi sao nữa hả dì Năm? Cha con có gặp được Long Dương không? Tại sao cha con bị mù mà con lại sáng mắt? À, cái chuyện đó thì cũng không ai biết. Vì một thời gian sau, khi trở lại làng Diên Bình này nè, thì ổng đã bị mù lòa, còn con á thì lại sáng mắt. Ai hỏi chuyện gì xảy ra thì ổng đều im lặng, ổng không có trả lời. Tuy là cha con không nói, nhưng con chắc là cha con đã gặp được Long Dương và đổi đôi mắt cho con rồi dì ơi. Biết ổng không có muốn nói, cho nên mọi người cũng không ai nhắc lại chuyện cũ nữa. Bà con thấy con còn nhỏ quá, mà đường về quê thì còn quá xa, cho nên khuyên cha con nên ở lại đây sinh sống. Ổng đồng ý ở lại, ngày ngày đi đàn dạo để kiếm tiền nuôi con. Tội cha con quá. Nếu không vì con thì cha con đâu có bị tật nguyền, đâu phải chịu cảnh đuôi mù, sống cảnh khổ sở để nuôi con khôn lớn. Cha con ông thương con, bây giờ kêu cha con chết vì con, ông sẵn sàng ông chết liền. Chứ đừng có nói chi đến cái việc ông đổi cho con đôi mắt. Cha con đã chấp nhận sống trong cảnh mù lòa tăm tối để đổi lấy ánh sáng cho con. Dì Năm ơi, con nhất định con phải tìm được cách chữa trị đôi mắt cho cha con. Con muốn những ngày còn lại cha con phải được sáng mắt. Con à, con đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Con mà có đôi mắt sáng là điều mà cha con mong muốn. Vì mừng nhất là khi thấy con hiếu thảo gánh vác hết mọi chuyện trong nhà, để cha con được an dưỡng tuổi già. Coi như là con đã đền đáp công ơn của cha con rồi. Còn chuyện chữa mắt cho cha con đó hả? Chuyện đó tốn kém nhiều tiền bạc lắm, không có dễ đâu con. Con nhất định phải làm. Dì Năm nè, phải chi cha con đừng bị mù. Chắc cha con với dì đã thành vợ chồng rồi. Con thấy cha con cũng có tình cảm với dì á. Nhưng dì mặc cảm mù lòa, cho nên cha con không có dám nghĩ tới. Ê, đừng có nói cái chuyện trước mặt ổng là ổng không có chịu đâu nghe. Thôi tao không có nói chuyện với mày nữa.
nhỏ kỳ cục. Về đi cậu, cậu ở trên này lâu lắm rồi mà sáng nào cũng ra đứng chỗ này, không biết nhìn cái gì rồi thở dài. Con thấy cậu riết con chán quá. Nhưng mà ta không thấy chán là được rồi. Ngươi đi về trước đi, đừng có đứng đó mà làm mềm nữa. Trời, con nghĩ sao? Nghĩ sao kêu con về trước? Con mà về một mình á, thế nào con cũng bị chém đầu. Cậu không có nhớ hả? Con nhận lệnh á là phải đi theo cậu, bảo vệ cho cậu. Mà cậu đứng đây cũng lâu rồi. Thôi cậu về đi cậu ơi. Cậu nghe con đi, cậu đừng có nắng ná nữa, không có được đâu. Ta chưa muốn về. Với lại ta không cần ngươi phải bảo vệ. Ngươi về tâu lại với cha của ta, khỏi lo cho ta. Khi nào ta ngao du chán rồi ta sẽ về. Trời, dễ gì cậu chán mà tự cậu về. Con nhìn cái mòi này là con biết lâu rồi. Cậu đang si mê cái cô gái kia có đúng không? Trời ơi khổ quá. Cậu mà không về là không yên với Long Dương đâu. Thế nào Long Dương cũng giận dữ cho con coi. Cậu ơi, cậu ơi mày đang kéo tới rồi kìa. Cậu cứ nấn ná, Long Dương tức giận làm mưa to gió lớn rồi kìa cậu. Đi về cậu ơi, đi về đi cậu. Thôi chúng ta về. Về nhanh đi cậu ơi. Cậu nhanh đi cậu ơi, muốn rồi. Cậu ơi cậu, đi cậu. Sống trong cảnh buồn lờ tâm tối để đổi lấy ánh sáng cho con.